Ngọc xin chào các cô chú, anh chị em và các bạn. Ngọc thỉnh thoảng cũng hay nhận được những cái câu hỏi mà hỏi Ngọc về cái vấn đề mà dùng thực phẩm chức năng nghệ, hay chính xác hơn là cái tinh chất curcumin mà nó lấy từ nghệ ra đó, thì có nên dùng nó hay là không. Thực ra trước đây Ngọc đã làm cũng 3-4 cái video rồi, nói về cái nghệ, cái điều tốt của nó. Nhưng mà khi nói đến cái thực phẩm chức năng của nghệ hay là cái tinh chất curcumin này đó, thì Ngọc cũng có cái lời khuyên trước đây rồi. Tức là theo như cái nhận định, cái suy nghĩ của Ngọc, thì Ngọc nghĩ là không nên dùng nó. Nhưng Ngọc vẫn tiếp tục nhận được những cái câu hỏi mà hỏi về cái dùng cái tinh chất curcumin này. Và trong cái video của ngày hôm nay thì chính xác cụ thể là nói dùng cái thực phẩm chức năng này mà trong cái vấn đề mà trị cái việc mà đau xương khớp, hay tiếng Anh nó gọi là osteoarthritis đó. Thì Ngọc tóm tắt những cái điều mà nó rất là cô đọng và nó rất là dễ hiểu ở trên cái bảng này để cho cô chú anh chị em mình dễ dàng theo dõi những cái gì mà Ngọc trình bày, Ngọc chia sẻ. Cái điều thứ nhất mà cái kết luận của Ngọc vẫn là không. Và dưới đây thì Ngọc nói tới những cái lý do tại vì sao là không. Thứ nhất, khi nói tới, Ngọc chia sẻ một số cái thông tin tóm tắt về cái osteoarthritis này, tức là cái đau khớp. Thì đau khớp nó có rất là nhiều cái vấn đề đau, nhưng mà cái osteoarthritis này, tức là cái đau khớp mà do cái vấn đề thoái hóa của cái xương ở chỗ cái khớp, chứ không phải là do cái những cái vấn đề về sụn mà là về xương. Tức là đại khái cái khớp ở đó, thì cái đó là nó tạo ra cái vấn đề đau, chứ không phải là cái dịch ở trong khớp. Thì theo như cái thông tin mà Ngọc có được khi Ngọc tìm tòi để coi thì có những cái thông tin gì mà gần đây mà Ngọc không biết đó, để Ngọc chia sẻ, để Ngọc có những cái nhận định khác hơn trong cái vấn đề dùng cái này hay không. Thì nói tới cái việc mà đau xương khớp này, thì theo như mà cái thông tin Ngọc có được, Ngọc biết đó, tìm hiểu được đó, thì nó rất là khó để mà trị cái này. Và hầu như tất cả mọi cái cách mà chữa trị đó, nó không có một cái sự gọi là đưa cho mình một cái cách là giải quyết mà cái chuyện đau nó hoàn toàn là dứt khoát, cho tới khi mà thực sự nó gọi là người ta phải giải phẫu để mà thay cái khớp gối, thì lúc đó nó mới được thuyên giảm một cách là đáng kể và lâu dài. Thì chính vì cái sự khó trị liệu khi mà mình bị cái vấn đề đau xương khớp, mà đặc biệt là chỗ khớp gối đó, cho nên rất là nhiều người nếu như mà đã bị cái này rồi thì thực sự nó rất là mệt mỏi, cho nên không giải quyết được bằng những cái phương pháp mà dùng thuốc, dùng đồ, thì đôi khi làm cho người ta lại muốn suy nghĩ tới những cái vấn đề mà không phải dùng thuốc. Tại vì dùng thuốc thì nó rất là lâu dài, và cái dùng hồi thì đôi khi mình sợ là cái chuyện mà tác dụng phụ hay những cái điều không tốt ảnh hưởng từ thuốc đó, thì mình lại nghĩ rằng là dùng qua cái thực phẩm chức năng thì có thể là nó tốt hơn, về lâu về dài nó không cho mình những cái tác dụng phụ. Nhưng khi nói đến á, mà về cái nghệ, cái tinh chất nghệ này đó, thì cái điều đó nó không có đúng. Nó không có đúng. Nghệ đúng là tốt, nó có những cái tính chất tốt của nó. Nhưng khi cái nào cũng vậy hết, nó có cái đặc tính tốt, nhưng nó cũng có những cái đặc tính xấu của nó, hay là nói tóm tắt là cái tác dụng phụ. Thì khi thường cái tác dụng phụ này đó, nó khi mình dùng ở cái liều lượng, hàm lượng mà ít ít á, thì nó không sao. Nhưng cái hàm lượng của nó mà càng cao, thì cái nguy cơ mà đem đến những cái tác hại phụ này á, nó xảy ra rất là cao. Đó là cái lý do mà tại vì sao Ngọc đưa đến cái kết luận là không. Nghệ nó có những cái đặc tính tốt, như trong những cái video trước mà khi Ngọc làm về nghệ đó, thì Ngọc có khuyên nên ăn nó, tức là dùng nó, nhưng mà dùng ở dưới cái dạng gọi là thực phẩm, tức là khi mình ăn uống trong cái cách chế biến thức ăn, thức đồ đó, thì
mình dùng nó như một cái dạng gọi là cái hương vị để mình bỏ vào trong cái đồ ăn thì nó tốt. Nhưng khi mà mình dùng nó với cái hình thức gọi là để chữa bệnh, mà khi chữa bệnh thứ nhất để cho mà nó có tác dụng tốt đó, thì cái hàm lượng của nó phải cao, thì họa may hy vọng nó mới đem lại được cái tác động là giúp cho cái vấn đề chữa bệnh. Nhưng khi mình dùng nó ở cái hàm lượng cao thì cái nguy cơ mà dẫn đến những cái tác dụng phụ đó nó rất là cao. Và trong trường hợp của Nghệ, đây là những cái tác dụng phụ mà đối với Ngọc, Ngọc nghĩ nó rất là nguy hiểm, chứ nó không có đơn giản một chút nào. Chưa kể rằng khi những cái tác dụng phụ này nó xảy ra và nó kết hợp với những cái bệnh mà thường người lớn tuổi mình hay gặp, chẳng hạn như bị uống thuốc loãng máu, hay là cao đường, uống thuốc mà trị cao đường, gọi là gì đó, tiểu đường đó, hoặc là huyết áp, những cái vấn đề đó, thì khi mà những cái tác dụng phụ này nó kết xảy ra và nó kết hợp với những cái bệnh mà mình đã có nữa thì lại càng rất là nguy hiểm. Cái đó là cái lý do mà tại vì sao Ngọc đưa đến kết luận là Ngọc khuyên là không nên. Một cái lý do khác nữa là qua những cái thông tin mà Ngọc tìm hiểu thì hoàn toàn chưa có một cái sự khảo sát hay là thí nghiệm nào theo dõi để mà có thể khẳng định được là nghệ nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà cái bệnh mà viêm xương khớp này đó, hoàn toàn chưa có một cái nào nó khẳng định được cái điều đó hết. Cho nên đó, cộng kết hợp hai cái lý do này lại với nhau mà Ngọc mới đưa ra một cái kết luận cuối cùng, đó là không nên dùng cái tinh chất nghệ, cái curcumin này để mà sử dụng nó trong cái vấn đề trị hay là giúp cho cái vấn đề mà viêm xương khớp, tại vì nó rất là nguy hiểm. Mình dùng chưa tới đủ cái liều mà đủ cao thì nó có thể là hoàn toàn không có cái tác động gì hết cho cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết, nhưng mà ngược lại cái nguy cơ mà để dẫn tới những cái tác dụng phụ này nó quá là nguy hiểm. Nó ảnh hưởng tới, tức là khi mà ở cái Ngọc không biết là các cô chú anh chị em mình ngồi đó khi mà sử dụng nó thì có những cái sự khó chịu gì chưa. Nhưng mà riêng cái cá nhân của Ngọc, tức là hồi xưa khi mà Ngọc chưa có suy nghĩ nhiều và cứ nghe nói ở nghệ nghệ là tốt đó, thì thật sự Ngọc cũng đã thử sử dụng nó. Tức là lấy cái Ngọc thì không có tinh chất này, tinh chất này thì nó càng nguy hại hơn nữa, tại vì nghệ mà Ngọc chỉ dùng bột nghệ thôi, thì bột nghệ thì cái hàm lượng của cái curcumin này là nó ít hơn, còn khi mà nó tinh chất nó lấy ra cái chất này không thì cái hàm lượng nó rất là cao nữa đó. Nhưng mà chỉ nói tới cái nghệ bình thường, cái bột nghệ thôi đó, Ngọc thử uống cái bột nghệ nó thôi mà khi Ngọc uống vào là Ngọc rất là khó chịu cái bao tử, và nó làm Ngọc nôn nao cồn cào rất là khó chịu, và Ngọc coi như là ói mửa nôn nó ra đó. Nhưng mà khi Ngọc dùng ở cái gọi là cái hàm lượng ít ít mà trong cái vấn đề mà nấu ăn đồ này nọ đó thì nó rất là bình thường và Ngọc rất là thích nó. Thực sự Ngọc sắc nó kho cá hay là nói chung là những cái thịt cá này kia, những cái món ăn mà Ngọc luôn luôn cố gắng để mà bỏ nó vào đó, nhưng mà không có ở cái lượng cao, nhưng mà bỏ nó vào ở cái hàm lượng mà theo cái cách mà để nấu ăn, sơ chế đồ ăn thức uống đó, để cho nó có những cái hương vị mình thích đó, thì Ngọc rất là thích nó. Cho nên thành ra Ngọc sử dụng nó rất là thường xuyên trong cái vấn đề ăn uống, ngay cả Ngọc trồng nghệ luôn, Ngọc ăn cái nghệ tươi luôn, và Ngọc thực sự ai chưa trồng, rất là dễ trồng, nó rất là dễ trồng thì Ngọc trồng nó luôn. Nhưng mà nói tới cái vấn đề mà để uống nó ở cái sự chỉ một muỗng cà phê thôi, một muỗng cà phê bột nghệ thôi đó, là Ngọc rất là khó chịu, nó cồn cào cái bụng, mặc dù có thức ăn thức đồ nên nó rất là khó chịu, nó không có bình thường một chút nào hết. Cái điều đó khi mà cơ thể mình nó có những cái dấu hiệu như vậy, tức là nó nói cho mình biết rằng là cái điều đó nó không tốt cho nó, thì đó là cái điều mà mình cần nên tránh đó. Thì với
Còn đây là những cái gọi là cái tác dụng phụ mà nó được gọi là chứng minh thấy rõ, chứ không phải là cái điều này là điều chỉ người ta nghĩ thôi nha. Đó. Và nó đã được chứng minh đúc kết rõ ràng. Cho nên thành ra đó là cái lý do mà Ngọc khuyên là không không nên như vậy, không nên sử dụng nó trong cái vấn đề mình nghĩ là có thể trị viêm xương khớp, hoàn toàn không. Tại vì khi mà sử dụng nó ở cái hàm lượng cao thì những cái vấn đề này tùy theo như khó chịu bao tử hay là nôn mửa, cái này là ở cái dạng gọi là nhẹ, tức là chưa có sử dụng nhiều đó. Còn khi mà ở cái dạng mà nhiều á là nó dẫn tới ảnh hưởng tới cái vấn đề là tăng cái nguy cơ bị chảy máu. Và nếu như mà ai mà uống thuốc loãng máu đó thì nó rất là tác hại. Dễ dàng mình đụng cái gì nhẹ nhẹ là mình cảm thấy nó bị coi như là gọi là bầm tím liền. Bầm tím là một cái dấu hiệu là nó chảy máu ở trong đó. Đó. Và nếu như trong trường hợp mà mình bị những cái gì mà gọi là rách tay rách chân hay là tai nạn gì đó thì cái điều đó nó rất rất là nguy hiểm. Rồi nó ảnh hưởng lên gan, lên thận. Cho nên cái thông tin mà Ngọc có đó là nếu như ai mà có những cái vấn đề như về gan, về thận, đặc biệt là như là hay có cái nguy cơ cơ địa mà bị sỏi thận đó hay là sỏi túi mật là hoàn toàn tránh dùng nghệ. Dùng chút 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 đỉnh thì không sao, nhưng mà nếu như dùng nhiều, tại vì trong nghệ nó có một cái chất, mà cái chất đó nó dễ dàng làm cho cái vấn đề mà tạo thành cái sỏi thận hay là cái sỏi trong cái ống mật, tức là cái tạo sỏi đó, thì cái điều đó rất tác hại. Cho nên ai mà đã có cái cơ địa bị những cái vấn đề này rồi đó thì hoàn toàn là không nên dùng nghệ nhiều. Nếu dùng thì cũng dùng chút chút, rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Rồi đối với mà đàn ông đó thì cái nội tiết tố đàn ông mà có cái tên tiếng Anh là testosterone đó, nếu như dùng nghệ nhiều thì nó giảm cái đó, và nó thêm nữa là nó giảm cái sự mà di chuyển của cái con tinh trùng. Thành ra nếu như mà nam giới mà ở trong cái độ tuổi mà coi là muốn sinh con đó thì có thể là dẫn tới cái vấn đề khó khăn trong cái việc thụ thai. Thì đây là những cái điều nó rất là hệ trọng. Và cái điều nữa mà Ngọc viết qua bên này, hết bảng bên này là Ngọc viết bên này, tức là nó giảm cái sự hấp thụ của cái chất sắt. Mà cái chất sắt này thì mình biết nó rất là quan trọng. Hôm trước Ngọc có làm cái video mà nói về cái sự thiếu máu đó, thì cái sắt này là một trong ba cái chất mà rất là quan trọng để mà làm cho cơ thể mình gọi là đầy đủ máu, đầy đủ hồng cầu, đầy đủ cái lượng mà cái chất hemoglobin để mà truyền tải cái khí oxy tới cái tế bào trong cơ thể của mình đó. Mà nếu như mà giảm cái sự hấp thụ của sắt này thì nó dẫn tới cái nguy cơ là mình có thể bị thiếu máu đó. Cho nên đây là những cái vấn đề mà Ngọc thấy nó không đơn giản, nó rất là nghiêm trọng, mà ngược lại chưa có một cái sự khẳng định là nó sẽ giúp cho mình, thì tại sao có cái lý do gì để mà mình dùng nó? Hoàn toàn là không. Trong cái suy nghĩ của Ngọc, mà Ngọc nghĩ các cô chú anh chị em cũng thấy như vậy. Cho nên đó là cái lý do mà Ngọc có khẳng định rằng là không nên dùng nó trong cái vấn đề mà mình nghĩ rằng có thể là giúp cho mình chữa cái vấn đề mà viêm xương khớp đó. Thì Ngọc hy vọng là cái video này nó giúp trả lời được cái câu hỏi mà các cô chú anh chị em mình hay suy nghĩ cái việc nghệ cho những cái vấn đề đó đó. Ngọc biết là người Việt Nam mình hay có cái suy nghĩ về nghệ, nghĩ nó rất là tốt, thì đúng là nó tốt thiệt, nhưng mà nó tốt ở cái hàm lượng nào và ở trong cái trường hợp nào, chứ không phải tốt nghĩa là mình dùng nhiều là nó tốt. Nó không đơn giản là như vậy, nó không có cái nghĩa nó hoàn toàn là ngược lại. Cho nên thành ra Ngọc hy vọng là cái video này nó giúp mình rõ ràng, có một cái suy nghĩ chính xác rõ ràng về cái cách sử dụng nghệ, không nhất thiết là cái tinh chất cái thực phẩm chức năng curcumin này, mà nói tới nghệ, tức là khi mình ăn nghệ đó nhiều thì dĩ nhiên là cái hàm lượng này nó cũng sẽ nhiều lên đó. Thì mình phải cẩn thận, đặc biệt là khi mình có những cái bệnh mà về lớn tuổi như là bị loãng máu
uống thuốc loãng máu hay là cao máu, cao huyết, cao huyết áp hoặc là cao đường đó, cái nghệ nó không có phải là làm bị cao đường, nhưng nghệ nó làm cho giảm cái lượng đường. Và nếu như mà mình uống thuốc mà tức là mình bị tiểu đường và mình uống thuốc tiểu đường đó, thì thường thuốc tiểu đường là nó cũng làm cho cái lượng đường ở trong máu mình thấp xuống. Và nếu như kết hợp cái này cũng làm giảm đường, cái kia cũng làm giảm đường, và đặc biệt khi mình uống nó ở cái hàm lượng cao nữa đó, thì hai cái nó giảm nhiều quá. Mình cần giảm đường nhưng mà giảm tới một cái mức độ nào đó thôi. Còn nếu như mình giảm quá nhiều đó thì cũng bị ra cái vấn đề rất là nguy hiểm cho cái tính mạng của mình. Đó. Cho nên thành ra Ngọc mong là cái video này nó gọi là một cái sự gọi là rõ ràng trong cái việc mình sử dụng nghệ và nên làm sử dụng nó, dùng nó ở cái trường hợp như thế nào hay là cái hàm lượng nào cho nó chính xác để mà nó đem lại cái tốt cho sức khỏe của mình, nhưng mà ngược lại nó tránh đi cái điều hại cho sức khỏe của mình. Cái đó là cái mục đích của cái video này của Ngọc. Thì Ngọc xin dừng cái video ở đây. Ngọc rất là cảm ơn cái sự theo dõi cũng như là ủng hộ của các cô chú anh chị em dành cho cái kênh của Ngọc. Mong là mọi người giúp Ngọc đăng ký vào kênh cũng như là thumb up cho like cái video đó để mà giúp cho cái kênh nó phát triển mỗi ngày được mạnh hơn. Thì Ngọc xin dừng ở đây.